Do chân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đăng tuôn gia xôi mưa lớn. Do chân niệm Quán Âm liền đăng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xứng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiện càng loài trong đường giữa địa ngục quy súc sanh. Sanh già bệnh chán khổ lầm đều khiến dân anh chờn quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân. Huệ nhận phá kháng tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ nhiều đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ nửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sạch do sân niệm Quán Âm cử oán đều lui tan nhiều âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán Âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bánh phân rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngộ